Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Gio Linh, dự án cao tốc Đoàn Văn Ninh Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài qua huyện là 11,9 km với 4 xã bị ảnh hưởng trong vùng dự án gồm Linh Trường, Do An, Hải Thái và Linh Hải. Tổng số hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư trên 100 hộ. Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã có quyết định thành lập tổ chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh cũng đã thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng với các thành viên ở huyện và xã trong vùng dự án. Các tổ chức này phối hợp với các cơ quan cấp huyện, tỉnh và các xã khẩn trương thực hiện công việc theo kế hoạch. Công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Bình, Văn Ninh, Quảng Trị, Cam Lộ đoạn qua địa bàn huyện Gio Linh có chiều dài 11,7 km đi qua các xã Linh Trường, Do An, Hải Thái, Linh Hải. Hồ sơ thu hồi đất, sổ lô đất 474 lô đất, tổng diện tích thu hồi 808.395 m. Sổ hồ gia đình cá nhân tổ chức bị ảnh hưởng 331 trường hợp, trong đó xã Linh Trường 130 trường hợp, Do An 64 trường hợp, xã Hải Thái 133 trường hợp, Linh Hải 4 trường hợp. Đến thời điểm cuối tháng 2 năm 2024 đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 9,36 km trên 11,7 km, đạt 80%, trong đó đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban đường Hồ Chí Minh. 8,6 km trên 11,7 km, đạt 73,5%. Bên cạnh đó cũng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp và cây cối hoa màu trên đất nông nghiệp. Nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng dự án thành phần cao tốc Văn Ninh Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, hiện nay cả hệ thống chính trị huyện Gio Linh nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, vận động nhân dân thống nhất phương án đảm bảo bàn giao mặt bằng 100% khối lượng đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Gio Linh trong thời điểm hiện nay là rất là gấp rút. Các cái dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện cơ bản cũng ở trên địa bàn Gio Linh đều có thực hiện các cái dự án. Đặc biệt nhất là hiện nay gấp rút nhất là cái việc chuẩn bị phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 3 này đối với dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua Văn Ninh Cam Lộ. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành từ cơ huyện cho đến cơ sở, đặc biệt là bà con nhân dân có tinh thần đồng thuận, tuyên truyền sâu vận động thì tinh thần đồng thuận của bà con nhân dân rất là cao về mặt chủ trương để làm cái tuyến đường để phát triển dân sinh. Bên cạnh đó thì cái sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của các cái tổ chức đoàn thể mặt trận rồi vào cuộc của các hệ thống gì tuyên truyền vận động bà con có sự đồng thuận. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã bàn giao được 80% chiều dài, với tổng chiều dài là 11,7 km thì đã bàn giao được 80%. Về công tác xây dựng và thi công cả khu tái định cư thì có 3 khu tái định cư. Riêng đối với khu Hải Thái thì đã hoàn thành trên 50% trên 95%, chỉ còn rất các hạng mục rất nhỏ thì chuẩn bị hoàn thành trong những ngày gần đây. Đối với cả hai công trình của tái định cư của Do An và Linh Trường thì cũng cơ bản cũng hoàn được 50%. Nhưng quan trọng là về mặt bằng để mà xây dựng các cái nhà thì chúng tôi đã hoàn thành. Và đến thời điểm này thì đã có một cái khu tái định cư đã hoàn thành 100 phân lô, tức là tại Hải Thái. Còn Do An và Linh Trường thì trong quyết tâm là trong ngày 10 này, từ nay cho đến ngày 10 sẽ tổ chức bóc 100 phân lô xong để các cái hồ trong bóc giải phóng mặt bằng để cố gắng bàn giao được trong dịp tháng 3 này. Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng là công tác tái định cư cho những hồ bị ảnh hưởng di rời đi nơi khác. Trên địa bàn toàn huyện đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư tại 3 xã Hải Thái, Do An và Linh Trường, trong đó khu tái định cư tại xã Hải Thái gồm 2 vị trí. Với tổng mức đầu tư 3 khu tái định cư là 110,152 tỷ đồng. Tổng số lô bố trí tái định cư 3 khu là 132 lô. Đối với khu tái định cư tại xã Do An đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công với tổng dự toán là 50 tỷ đồng. Bố trí tái định cư 72 lô, bao gồm cả 16 lô xã Linh Trường đăng ký tái định cư tại xã Do An. Ủy ban Nhân dân huyện, xã đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động nhân dân để giải phóng mặt bằng sớm triển khai thi công. Đến thời điểm hiện tại, công trường đang triển khai thi công với tập trung nhân lực máy móc số lượng lớn nên khối lượng đạt được khá cao. Trên mặt bằng đã có khối lượng thi công cơ bản đạt 80%. Phải nói đến công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư trên địa bàn xã Do An, đến thời điểm này đã đạt trên 80%.
Trong đó phải nói rằng sự nỗ lực hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, bên cạnh đó là sự đồng thuận của nhân dân trong phối hợp kiểm điểm giải phóng mặt bằng, một vấn đề hết sức tiêu biểu chưa có tiền lệ trên địa bàn xã Do An. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán vừa qua, có 7 cây lăng và 35 ngôi mộ được bà con thực hiện giải phóng trong vòng một tuần. Đây một điều hết sức cảm động và ghi nhận cái tình cảm trách nhiệm của bà con đối với cái công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo khu tái định cư đúng tiến độ theo quy định của và hướng dẫn của các cấp các ngành. Tại khu tái định cư tại xã Hải Thái, khu này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại quyết định số 1172 QĐ-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2023 với tổng dự toán là 12,152 tỷ đồng, bố trí tái định cư 29 lô. Đến nay khối lượng công việc đã thực hiện đạt trên 95%. Cụ thể, mặt bằng cắm mốc phân lô đã thực hiện xong 100%. Các tuyến đường đã hoàn thiện thảm, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải đã thực hiện xong đạt 100%. Hệ thống cấp nước sinh hoạt đạt 90%. Hệ thống cấp điện đã thi công xong móng, cột, đường dây 22 kV, đường dây 0,4 kV đạt 100%. Nguyện vọng của dân là khi tái định cư đó thì họ sẽ bàn giao cái sổ đỏ cũ lại cho nhà nước và có cái sổ đỏ mới. Đó, và đồng thời là cái số tiền mà còn lại là đề nghị là bên lãnh đạo là nói bên giải phóng ban giải phóng mặt bằng là phải trả đủ cho dân để họ có cái đồng tiền họ biết mà họ làm nha. Như vậy là qua 5 đợt công khai kiểm đếm áp giá bồi thường đền bù thì để có 133 trường hợp bị ảnh hưởng, thì đến nay thì như vậy đã có 125 trường hợp đã nhận tiền bồi thường. Còn lại 8 trường hợp thì đang còn vướng mắc khó khăn thì tỉnh và huyện địa phương đang tập trung như vậy là tháo gỡ và tiếp tục như vậy là vận động tuyên truyền để đạt như vậy 100%. Về như vậy còn thêm một cái đợt 6 đợt cuối cùng nữa, 23 hồ nữa thì nếu thuận lợi như vậy để tiếp tục như vậy để giải tỏa hết cái như vậy là cái diện tích còn lại hay các hồ còn lại thì như vậy là đạt 100% về công tác giải phóng mặt bằng. Về cái tái định cư thì đối với Hải Thái thì có 2 khu tái định cư gồm có 29 lô. Thế như vậy là đợt 1 này là có 8 hồ đủ điều kiện tái định cư, thì xã là hội đồng giải phóng mặt bằng huyện cũng phối hợp với địa phương đã tổ chức như vậy là bốc xong, và đến sáng hôm nay như vậy là bốc xong 8 hồ đã đồng thuận như vậy là 100% đã bốc xong, và tới đây để tiến hành như vậy là để giải phóng và ra tái định cư để đảm bảo cho cái tiến độ bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Tuy đã đạt được những kết quả cơ bản, nhưng công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam trên địa bàn huyện Gio Linh cũng gặp một số khó khăn. Huyện Gio Linh đang tập trung chỉ đạo thảo gỡ, trong đó có những khó khăn vướng mắc kiến nghị đề xuất liên quan đến các chế độ chính sách trong giải phóng mặt bằng liên quan đến quyết định của các cấp ngành của tỉnh, như tỉnh cho chủ trương giao đất tái định cư nơi ở mới đối với những trường hợp diện tích đất còn lại đủ để tái định cư tại chỗ nhưng không thể xây dựng được nhà ở, cấp đất khi bị di dời, đơn giản bồi thường đất và tài sản. Vướng mắc thì cái thứ nhất là về giá cả, thì cái này thì theo quy định thôi, giá cả theo quy định nhà nước, nhưng mà bà con cũng đang còn có nhiều cái ý kiến khác nhau để cho rằng giá nó chưa được cao, chưa được thế này kia, nhưng mà cái này thì vì theo quy định là phải là đã đúng rồi, thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động cho bà con được rõ để thực hiện. Cái thứ hai nữa là hiện nay là do cái việc thi công tái định cư nó chậm nên tới đây trong cái việc mà bàn giao mặt bằng xong mà thực hiện cái việc tạm cư là cũng chắc chắn là cũng có những cái khó khăn, bởi vì nơi ăn chỗ ở cho bà con thì chúng tôi đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo cả cơ sở và tuyên truyền vận động bà con và xây dựng những kế hoạch phương án làm sao đó mà tạm cư cho nó đảm bảo chất lượng để bà con đảm bảo an tâm trong cái cuộc sống, trong cái quá trình thời gian xây dựng nhà để mình để có để ngôi nhà mới nó khang trang lộng lẫy đẹp hơn. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của đại bộ phận người dân, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn huyện Gio Linh sẽ đảm bảo theo yêu cầu, đặc biệt là người dân địa phương bị ảnh hưởng sẽ ổn định nơi ở, cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm đất Gio Linh đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.